kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với 16 bộ ngành mới đây về thực hiện cắt giảm các điều kiện kinh doanh và giấy phép con, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng cho biết sẽ kiểm tra từng bộ, truy tìm các rào cản, giấy phép còn núp bóng và yêu cầu các bộ không cài cắm câu chữ để bẫy doanh nghiệp. Rõ ràng vẫn còn tồn tại một thực tế là các bộ cắt giảm một cách hình thức, gom nhiều điều kiện kinh doanh làm một, dẫn đến thực trạng bỏ cái này mọc cái khác hoặc cài cắm câu chữ để bẫy doanh nghiệp. Thực trạng này đang diễn ra như thế nào và làm thế nào để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của chính phủ là năm 2018 cả nước sẽ cắt giảm được 50% số điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. Nội dung trên sẽ có trong chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Điều kiện kinh doanh bẫy doanh nghiệp tồn tại đến bao giờ? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, điều kiện kinh doanh quá vô lý, điều kiện kinh doanh không cần thiết và đã lạc hậu. Điều kiện kinh doanh gây mất thời gian, công sức và cản trở doanh nghiệp. Đó là những đánh giá của doanh nghiệp dành cho rất nhiều điều kiện kinh doanh đang tồn tại hiện nay. Rõ ràng năm 2017, chính phủ và các bộ ngành đã có rất nhiều nỗ lực trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn những điều kiện kinh doanh vô lý tạo thành những điều kiện bắt bí doanh nghiệp. Vậy thực hư câu chuyện doanh nghiệp đang gặp phải những điều kiện kinh doanh khó như thế nào? Kính mời quý vị đến với những ghi nhận sau của chúng tôi. Chất điều kiện kinh doanh không xấu. Vì thực tế, cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải có những công cụ quản lý trong tay đối với những ngành nghề kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định, và doanh nghiệp cũng cần phải kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luật. Nhưng có một thực tế là với những quy định của luật hiện hành, cụ thể là luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 cùng với những luật liên quan khác, thì doanh nghiệp đang bị gây khó dễ với vô vàn những đòi hỏi từ các giấy phép con, và đó là những bức xúc hiện nay của rất nhiều doanh nghiệp. Là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì chúng tôi phải trước hết là phải làm những cái thủ tục về điều kiện chuyên môn hoặc về hành chính là ngày xưa là rất là mất thời gian, phải qua rất nhiều các cơ quan bộ phận, ví dụ như là phải chứng chỉ hành nghề của sau đấy là chứng chỉ xây dựng nhà máy, thì là phải tài nguyên môi trường, sau đấy lại định kỳ kiểm tra. Và cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi là những cái thủ tục đó thường là nó sẽ không được tập trung và nó mất rất nhiều thời gian. Hoặc như với Nghị định 116 năm 2017 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô đang nóng lên những ngày gần đây. Ví dụ có quy định, nhập khẩu xe lại phải có giấy chứng nhận kiểu loại linh kiện của lốp, gương chiếu hậu, đèn chiếu sáng phía trước, v.v. Và như Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, ông Mai Tiến Dũng, trong buổi làm việc với các bộ mới đây đã cho rằng, đây thực ra là những điều kiện kinh doanh lẩn khuất. Còn rất nhiều những điều kiện kinh doanh vô lý, bắt bí doanh nghiệp, hoặc có những kiểu điều kiện kinh doanh ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Thứ nhất là điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể. Tôi đang cho thống kê cái cụm từ, nhưng mà chưa ra cái cụm từ. Thứ nhất là phù hợp, thứ hai là có địa chỉ rõ ràng, ví dụ địa rõ ràng. Thứ ba là có năng, có đủ trang thiết bị vân vân, tức là có rất nhiều cái cụm từ mà anh chị hình dung ra không hiểu thế nào là đủ và thế nào là rõ ràng, thế nào là cụ thể, thế nào là phù hợp, thế nào là đáp ứng vân vân. Thế như vậy chúng tôi sẽ công bố cái như vậy, cái này nó tạo ra cực kỳ rủi ro cho doanh nghiệp. Ví dụ như người ta còn quy định là sàn nhà phải đảm bảo là dễ lau chùi chẳng hạn. Các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn là bởi vì trên thực tế nó không phải chỉ có chừng ấy điều kiện mà chúng ta đếm ra được, mà nó còn nhiều hơn thế nữa. Qua cái khảo sát của chúng tôi thì có đi khảo sát doanh nghiệp thì có những điều kiện rất là, có thể nói là cũng không ai nghĩ rằng những thứ đó lại là rào cản. Nó có những cái rào cản như thế, không ai nghĩ rằng này có những rào cản như thế đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mà cũng không biết nó quy định ở đâu và quy định từ đâu. Thì đấy là cái gọi là doanh nghiệp mà gọi là cảm nhận rằng họ vẫn tiếp tục gặp những khó khăn. Đã có một thực tế, vẫn còn tồn tại rất nhiều kiểu điều kiện mà doanh nghiệp phải kêu rằng đó là những điều kiện bắt bí. Và trong buổi làm việc của Tổ công tác của Chính phủ với các bộ mới đây, thì Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, điều kiện kinh doanh phải nằm ở cấp nghị định,
nhưng thực tế nhiều khi lại núp dưới các công văn. Như vậy là sai thẩm quyền, không đúng quy định mà doanh nghiệp vẫn phải làm. Hàng năm, ở nước ta có khoảng 10 bộ luật được thông qua, khoảng 100 nghị định được ban hành và có đến 600-700 thông tư được ra đời. Luật và nghị định thì không thay đổi, nhưng thông tư thì thay đổi liên tục, đem lại rất nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Và với các doanh nghiệp có kinh doanh những ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì có một nỗi lo luôn tồn tại, đó chính là nỗi khổ vì thông tư và nỗi sợ hãi mang tên giấy phép con. Giấy phép con đã trở thành một rào cản vô hình cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tôi cũng đã gặp rất nhiều doanh nghiệp, họ bảo bọn em không ngại cái chuyện tuân thủ. Một bọn em ngại là nó không minh bạch, hoặc là những cái quy định mà không thể tuân thủ được. Chứ họ cũng không bảo là họ không muốn tuân thủ. Và cái việc mà ban hành cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện đấy thì luật đầu tư quy định rất rõ. Đấy là các cái điều kiện kinh doanh ấy, được quy định trong cái luật, trong pháp lệnh hoặc trong nghị định hoặc điều quốc tế mà Việt Nam tham gia ấy. Thì từ cái quy định đấy thì cho thấy là vậy thì chỉ có là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, tức là cái cơ quan Chính phủ là ban hành nghị định chẳng hạn, còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội là ban hành pháp lệnh, rồi luật là do Quốc hội ban hành mới được quy định về cái điều kiện kinh doanh. Bởi vì tại sao? Bởi vì như chúng ta biết là điều kiện kinh doanh nó liên quan đến quyền con người, nó liên quan đến quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Nếu chúng ta không cẩn thận, không khéo mà để mở rộng ra, cơ quan nào cũng được ban hành cái điều kiện kinh doanh ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà nó cản trở cái môi trường đầu tư, cản trở cái hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Và có lẽ với các doanh nghiệp, câu chuyện về điều kiện kinh doanh sẽ còn là một câu chuyện dài kỳ. Nhiều chuyên gia đã khẳng định việc cắt giảm giấy phép con và điều kiện kinh doanh của các bộ ngành đang có đà cải cách tốt, tạo niềm tin rất cao cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các bộ cũng phải cần cắt giảm thực sự. Và đó mới chính là câu trả lời để giải đáp cho câu hỏi điều kiện kinh doanh còn bẫy doanh nghiệp đến bao giờ. Tại buổi làm việc của tổ công tác với 16 bộ ngành và cơ quan ngang bộ ngày 28 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian tới, tổ công tác sẽ kiểm tra từng bộ, truy tìm các rào cản, giấy phép còn núp bóng. Mục tiêu là đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2018, ban hành được nhiều nhất các văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm thực chất các thủ tục, giấy phép con cản trở sự phát triển. Trước đó, Chính phủ yêu cầu 11 bộ ngành sẽ phải cắt giảm 50% số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 50% thủ tục kiểm tra. Trong đó, nhiều nhất là Bộ Y tế có 802 mặt hàng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có 7.698 dòng hàng thuộc 251 nhóm sản phẩm. Bộ Thông tin và Truyền thông có 143 mặt hàng, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 110 mặt hàng, Bộ Giao thông Vận tải có 128 mặt hàng. Đối với cái điều kiện kinh doanh thì theo yêu cầu của Chính phủ là các bộ ngành phải rà soát và lên phương án cắt giảm 50% từ 1/3 đến 1/2. Và trong cái thời gian gần đây thì Chính phủ đặt quyết tâm là phải cắt giảm đến 1/2 số lượng cái điều kiện kinh doanh. Thì cho tới thời điểm hiện tại thì đã có các cái chuyển biến nhất định từ phía các bộ. Trong đó chúng ta nhìn thấy rằng là Bộ Công Thương thì cũng đã có cái nghị định về liên quan tới cái việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Trong đó thì khoảng độ hơn 500 các điều kiện kinh doanh thì đã được cắt giảm. Tiếp đó là cái nghị định, dự thảo nghị định của Bộ Xây dựng thì hiện nay cũng đã được trình Chính phủ và đang chờ để phê duyệt. Thế thì ngoài hai bộ, đó là Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng đã có cái dự thảo nghị định về cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh, thì chúng ta cũng nhìn thấy những động thái tích cực từ phía Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên thì phía bộ, một số các cái bộ như là Bộ Phát triển Nông nghiệp Nông thôn hay là Bộ Thông tin Truyền thông thì mới chỉ rà soát và dự kiến là sẽ có cái phương án cắt giảm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa thấy rằng là những cái điều kiện kinh doanh sửa đổi thì sửa đổi theo hướng nào và sửa đổi như thế nào, thì chúng ta chưa nhìn thấy cái phương án cụ thể đối với các cái điều kiện kinh doanh đó. Nhưng còn các cái phía các cái bộ ngành khác thì vẫn đang trong cái quá trình mà rà soát các cái điều kiện kinh doanh này. Thế thì tới đây thì chúng ta thấy rằng là các bộ cần phải tích cực đẩy nhanh hơn cái việc rà soát này để sớm có cái phương án đưa ra về cắt giảm cũng như là điều chỉnh sửa đổi bổ sung các cái điều kiện kinh doanh. Và theo cái yêu cầu của Chính phủ thì có thể là phải hoàn thành trong quý 2 của năm 2018.
sự cứng nhắc trong quản lý đang hạn chế sức sáng tạo của thị trường. Rất nhiều điều kiện kinh doanh hiện đang trở nên không theo kịp với sự vận động của nền kinh tế. Việc rà soát điều kiện kinh doanh cần phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và khẩn trương. Bởi nếu còn muộn ngày nào thì doanh nghiệp vẫn còn phải chịu rủi ro ngày đó. Và các doanh nghiệp và người dân thì kỳ vọng vào những thay đổi thực chất, những thay đổi mà có ý nghĩa thực tế để mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân đều thực sự hưởng lợi. Để đánh giá cái nỗ lực cải cách của các bộ thì có nhiều cách. Chính các doanh nghiệp, người dân chủ động trong việc phát hiện, trong việc đề xuất những cái thủ tục, cái quy định nào mà đang cản trở mình, đang gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng mà bản thân những cơ quan có liên quan thì đều có thể giám sát được cái hoạt động của các bộ. Chẳng hạn như là giám sát cái mức độ thực hiện nghị quyết 19 của chính phủ. Trong nghị quyết 19/2017 năm ngoái thì có giao 250 cái nhiệm vụ cụ thể cho rất nhiều bộ ngành. Thì giờ hoàn toàn có thể tổng kết được những bộ ngành nào đã thực hiện đúng, thực hiện đủ, thực hiện thực chất những cái nhiệm vụ mà chính phủ giao, thủ tướng chính phủ giao. Chúng tôi đánh giá nguyên nhân chủ yếu là con người. Bởi vì chúng ta có muốn thực hiện, muốn làm hay không, chủ yếu vẫn là con người. Bởi vì là chính sách cũng do con người làm ra. Nên do vậy chúng tôi cũng đề nghị những nhà làm luật, những người kiến nghị, đặc biệt là các đại biểu quốc hội hoặc đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành, chúng ta phải nên mạnh dạn ở đây là mạnh dạn hành động, mạnh dạn đấu tranh, mạnh dạn nói và đại diện cho lực lượng nhân dân, mà trong đó có một lực lượng doanh nghiệp đang hết sức ngày càng khó khăn. Với cái việc mà từ năm 99 đến giờ chúng ta ban hành rất nhiều cái giấy phép con mà đang trái luật như vậy, thì chúng tôi nghĩ là phải nên xử lý thật nghiêm đối với những cái cá nhân, đối với những các cái tổ chức mà gây ảnh hưởng đến một cái môi trường kinh doanh, đã kéo chậm một cái tiến trình của Việt Nam phát triển và hội nhập. Cái quá trình cải cách, mọi quá trình cải cách đều cần cái nỗ lực từ hai phía. Ở đây có chuyện là một là các cái doanh nghiệp là phải phản ánh ngay với các cơ quan chính quyền những cái khó khăn vướng mắc của họ, và cũng hiến kế với cơ quan chính quyền những cái giải pháp để xử lý. Vì thứ hai là chính bản thân cộng đồng doanh nghiệp thì cũng cần gương mẫu và minh bạch trong quá trình thực hiện các cái thủ tục. Và như trên tôi nói là việc xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp mà cũng minh bạch, cũng liêm chính là một yêu cầu của quá trình cải cách. Ở đây cái bước tiến tới cải cách là một cái bước đi mà cần phải cái sự song hành của cả hai bên. Chúng ta phải thay đổi nhiều hơn nữa, phải cải cách nhiều hơn nữa về thủ tục hành chính. Và cái đó là cái đang đặt ra những rào cản đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều rào cản có nghĩa là doanh nghiệp của chúng ta hoạt động không thuận lợi, không được thúc đẩy, không được hỗ trợ và không được thuận lợi. Và doanh nghiệp của mình hoạt động không được thuận lợi, trong lúc đó doanh nghiệp của người ta ở bên ngoài họ hoạt động thuận lợi hơn và càng được hỗ trợ hơn, thì rõ ràng là cái năng lực cạnh tranh, cái cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam ta nó thua thiệt hơn nhiều so với cái đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân trong nước, nó thua thiệt hơn nhiều so với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như là so với các doanh nghiệp khác. Tin mới nhất từ chính phủ là việc cải cách cần phải đi vào chiều sâu hơn nữa để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2018, tổ công tác của Thủ tướng sẽ làm việc với từng bộ và yêu cầu mỗi tháng sẽ kiểm tra ít nhất 4 đơn vị, lần này xuống tận huyện và tận địa phương. Bởi rào cản không phải chỉ ở trên bộ mà còn ở nhiều ngóc ngách khác. Cùng với đó, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh cần phải đi vào thực chất, không cắt giảm hình thức, không gom nhiều điều kiện kinh doanh lại làm một, không bỏ cái này, mọc cái kia, không cài cắm câu chữ để bẫy doanh nghiệp. Hy vọng với quyết tâm từ chính phủ, các bộ ngành sẽ rốt ráo vào cuộc để lộ trình cắt giảm điều kiện kinh doanh thực sự được hiệu quả, để không còn tồn tại cảnh doanh nghiệp luôn đau đáu về nỗi lo về điều kiện kinh doanh và về giấy phép con. Phần cuối của chương trình như thường lệ là mục tư vấn pháp luật. Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Nguyễn Thế Anh ở Vĩnh Phúc có hỏi: em làm dịch vụ sửa chữa điện lạnh và hiện nay thì em chưa đăng ký kinh doanh. Em chỉ nhận làm sửa chữa ở các hộ gia đình nên chưa cần phải xuất hóa đơn. Tuy nhiên thì trong thời gian tới em đang tính ký hợp đồng bảo trì máy lạnh với một ngân hàng, nên em muốn hỏi là em muốn làm một con dấu vuông có ghi thông tin cơ sở, địa chỉ nhưng không có mã số thuế để làm hợp đồng em có thể đóng dấu vào, thì như vậy em có vi phạm pháp luật hay không? Và em có được sử dụng mẫu dấu vuông này khi không đăng ký kinh doanh hay không? Mời luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau.
Trong câu hỏi bạn đặt ra thì tôi được biết là bạn hiện nay đang làm cái dịch vụ sửa chữa điện tử điện lạnh cho các hộ gia đình, các cá nhân với tính chất là rất là đơn lẻ. Vì vậy thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cái con dấu hình vuông, trong đó bạn ghi rõ các cái thông tin, ví dụ như là tên bạn, số điện thoại để đóng dấu trên các cái giấy tờ mà bạn cung cấp cho khách hàng để cho khách hàng thuận tiện trong việc liên hệ với bạn. Tuy nhiên, theo tôi, để thực hiện cái việc kinh doanh của bạn, như bạn nói là bạn muốn ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho một ngân hàng, thì đối khi bạn làm việc với các cái cơ quan này thì bạn sẽ cần phải xuất hóa đơn cho họ đối với các cái dịch vụ mà bạn cung cấp cho họ. Chính vì vậy, theo tôi, bạn có thể lựa chọn hai hình thức. Đó là một là thành lập hộ kinh doanh cá thể, và thứ hai là bạn thành lập doanh nghiệp. Đối với cái hình thức là hộ kinh doanh cá thể thì bạn sẽ phải làm thủ tục tại Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện nơi bạn có trụ sở chính, hay chính xác là nơi bạn đang ở. Và đối với cái trường hợp này thì bạn chỉ có thể xuất hóa đơn trực tiếp theo cái quy định của cơ quan thuế dành cho hộ kinh doanh cá thể. Trường hợp thứ hai là bạn thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, thì bạn cần phải làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư nơi bạn dự định đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, và bạn sẽ phải thực hiện cái thủ tục là đăng ký mẫu dấu đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là cơ quan công an. Và khi bạn thành lập doanh nghiệp thì bạn cũng sẽ được cấp mã số thuế, và đến lúc đó thì bạn cũng sẽ có quyền phát hành cái hóa đơn cho những cái đối tượng mà bạn cung cấp dịch vụ cho họ. Thế như vậy nó mới đúng quy định của pháp luật. Và tôi hy vọng rằng là bạn sẽ có một cái lựa chọn phù hợp để cho cái công việc kinh doanh của mình được phát triển tốt hơn. Cảm ơn. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.